Thương chào gửi tới những người bạn gần xa. Gần nghĩa là đang ngồi cạnh chúng tôi đây, trong một không gian ấm áp. Xa tức là những người bạn đang bắt đầu nghe một câu chuyện thú vị trên sóng trực tuyến, đã dành thời gian đến đây cùng chia sẻ, cùng lắng nghe, cùng tâm sự và đặc biệt cùng đối thoại với những nhân vật vô cùng đặc biệt của chúng tôi. Đây là chuyên mục Là Ai, trong nội dung trong một fanpage mang tên Chuyện Là Ai, một trang hồi ký tự do với mong muốn chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện đẹp và thật về văn hóa nghệ thuật. Và Là Ai số thứ nhất này hân hạnh được đồng hành cùng với Mulala Art Space, một trang, một không gian văn hóa nghệ thuật trong khu vườn sinh trong lòng thủ đô Hà Nội, giữa hồ Tây mộng mơ. Và Là Ai sẽ xoay quanh câu chuyện của Ai, tức là một nhân vật chính, cùng những góc nhìn từ các vị khách mời. Và ở số thứ nhất này, câu chuyện về gốm và hành trình của gốm mu của một nghệ sĩ thị giác. Cuộc đối thoại được nằm trong khuôn khổ của phiên chợ nghệ thuật tháng 7 mang tên The Beauty in Our City, do nhân vật chính của chúng ta hôm nay khởi xướng. Và đầu tiên, cho phép Dương Tử Quỳnh xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Kế bên đây là họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, hay với một nghệ danh rất quen thuộc và rất đời là Đức Nhà Sàn. Cảm ơn chú. Và kế tiếp theo là nghệ sĩ điêu khắc, nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân, chủ nhiệm câu lạc bộ gốm nghệ thuật Hà Nội. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai nghệ sĩ đã nhận lời mời và dành thời gian để đến từ rất sớm trong số Là Ai đầu tiên này ạ. Và đó là hai vị khách mời của chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế xinh đẹp, tạm gọi là ghế nóng này. Nhưng bên cạnh đó thì Là Ai và Mulala rất vui mừng khi nhìn thấy sự có mặt từ rất sớm của các nghệ sĩ, họa sĩ, các nhà sưu tầm nghệ thuật và những người bạn đam mê và yêu nghệ thuật văn hóa đã đến đây. Sự có mặt của các anh chị và các bạn đã là một món quà rất ý nghĩa đối với Mulala và Chuyện Nhà La, đặc biệt là đối với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và cho phép Dương Tử Quỳnh xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ thị giác Trương Thúy Anh. Và Quỳnh rất may mắn và hân hạnh vô cùng khi là người được là người dẫn dắt câu chuyện của chúng ta cùng với nhân vật chính và các khách mời. Và cũng xin được bộc bạch rằng hôm nay được ngồi cùng với các nghệ sĩ chính là các bậc cha chú, các bậc anh chị đi trước. Quỳnh cũng rất là hồi hộp và chỉ rất là cố gắng và cảm nhận từ cá nhân, cũng là một người làm nghề đại diện cho những thế hệ đầu của 9X, cũng xin được ghi nhận bằng sự quan sát của mình một cách tử tế, chân thật và cảm xúc nhất trong cuộc đối thoại ngày hôm nay. Và không gian Mulala mà chúng ta đang ngồi ở đây cũng chính là xưởng sáng tạo, là nhà, là nơi mà nghệ sĩ Trương Thúy Anh hàng ngày, hàng giờ miệt mài tạo ra những tác phẩm nghệ thuật của mình. Và cũng tại nơi đây thì như Quỳnh được biết, cũng là không gian diễn ra của rất rất nhiều những triển lãm nghệ thuật trong hơn 2 năm vừa qua. Và có lẽ không gì bằng thì sau đây xin được mời nhân vật chính của chúng ta là nghệ sĩ thị giác Trương Thúy Anh có gửi đôi lời chào tới quý vị đang ngồi ở đây và quý vị đang theo dõi trực tuyến, và thêm một chút là thông điệp của phiên chợ nghệ thuật tháng 7 này. Cảm ơn Quỳnh. Xin chào tất cả các anh chị, em, bạn bè và mọi người đã đến hôm nay để dự cái buổi trò chuyện về nghệ thuật này. Thì thật ra trước tiên là cảm ơn Quỳnh và Chuyện Nhà La, bởi vì tôi khá là bất ngờ khi là vị khách đầu tiên tham gia trong cái số đầu tiên của Chuyện Nhà La. Nó quá cũng khá là đột ngột, bởi vì cái ý tưởng trao đổi với nhau về cái phiên chợ tháng 7 cũng không phải là phiên chợ đầu tiên, nhưng là phiên chợ đầu tiên được gọi tên chính thức của nó là phiên chợ nghệ thuật tháng 7. Thì không ngờ là trong cái phiên chợ này thì lại là nhân vật đầu tiên được mời trong Chuyện Nhà La cho cái buổi trò chuyện, mà lại trò chuyện liên quan đến câu chuyện gốm của tôi. Nên là trước tiên là xin cảm ơn Quỳnh cùng với Chuyện Nhà La và ekip, cũng như tất cả các anh chị em, bạn bè đã đến đây ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn. Thì khởi điểm là vào tháng 12 năm 2022, là lúc đó là thật ra phiên chợ đầu tiên của Mulala Art Space đã có với tên gọi là Moosmas Bazaar. Nó là dựa theo cái Christmas Bazaar, làm cái lễ hội và mua quà tặng Noel
nó rất phổ biến ở các nước phương Tây và gần đây thì cũng đã rất phổ biến ở Việt Nam. Thế thì cái phiên chợ đó mới là cái phiên chợ đầu tiên, nhưng lúc đấy vì rất nhiều lý do nên là chúng tôi, những người tổ chức thì cũng chưa gọi tên là phiên chợ, và sau đấy những sự kiện khác cùng hoạt động với các nghệ sĩ khác, có nghĩa là bán những tác phẩm nghệ thuật, bày, trưng bày, giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng tốt, bao gồm cả tranh, tượng, điêu khắc, gốm ứng dụng và rất nhiều các sản phẩm khác đến với khách hàng để họ có thể đưa cái nghệ thuật một cách gần gũi nhất đến trong cuộc sống của mình, làm đẹp cho một cái góc nhà hay là những cái góc làm việc hay những cái góc xinh xắn của mình. Và những sự kiện đó trước đây thì được gọi là những sự kiện nghệ thuật hay là những cái cuộc mở xưởng, và cho đến tận tháng 7 này thì sau khi trao đổi với một vài anh em nghệ sĩ có tham gia thì tôi mới thấy là nên chăng là ta nên gọi tên trực diện vào cái câu chuyện của nó là phiên chợ nghệ thuật hàng tháng. Và nó thì nó vẫn là một hoạt động nghệ thuật nhưng nó nằm ngoài các triển lãm, các cái sự kiện nghệ thuật khác mà nó mang tính chuyên môn sâu hơn. Phiên chợ nghệ thuật nó vẫn mang cái tính thẩm mỹ, chất lượng nghệ thuật, nhưng chủ yếu đúng như tên gọi của nó là giới thiệu nghệ thuật đến với công chúng một cách đơn giản và giản tiện nhất. Thì đó là hai cái điều mà Quỳnh vừa giới thiệu và tôi xin biết ạ. Dạ, cảm ơn chị Trương Thúy Anh. Và có lẽ là chúng ta có thể vào sâu hơn về câu chuyện gốm trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì em có thể hỏi chị một câu rằng là thời gian nào chị bắt đầu làm gốm và nhân duyên để gặp gỡ giữa chị và hai vị khách mời trong buổi chiều ngày hôm nay? Tạo hình như là điêu khắc và moi đuột ra như thế nào, hay là cái làm cái con trạch. Và anh ấy là người cho tôi mượn những cái dụng cụ đầu tiên để tôi đi tay không. Tôi đến tôi chơi với gốm mà tôi chẳng làm cái gì cả cho đến hành trình đến bây giờ. Thế thì đấy là về câu chuyện chạm vào gốm. Là khởi điểm là có anh Xuân, có chị Thủy là đưa tôi vào câu lạc bộ gốm. Thế sau đấy thì tôi cũng bẵng đi, tôi chỉ làm những tác phẩm, một vài tác phẩm trong cái workshop đấy thôi. Sau đấy cũng bẵng đi không làm. Thì cái người mà tiếp lửa cho tôi thì lại chính là anh Đức. Sau đấy thì một cái cuộc trò chuyện tôi cũng không nhớ rõ là như thế nào đó, và tôi bảo anh Đức ơi, em cũng đang muốn thử nghiệm gốm vì em thấy nó cũng hay. Cái lò gốm đầu tiên đấy em cũng làm được một số tác phẩm thì em thấy nó cũng hay lắm. Thì anh Đức lúc đó nói với tôi là anh có cái nhà kỳ quái ở trong làng Bát Tràng, em cứ đến đây em làm đi. Thì chính cái điều đó cộng thêm cái sự khích lệ khi mà anh Xuân nói với tôi, khi tôi là một con tay mơ, và anh Xuân nói là em rất có tố chất để làm gốm, cộng thêm với cái sự tiếp tay của anh Đức, là anh Đức bảo em đến chỗ đấy đi thoải mái, ở cái nhà đấy một mình em làm không có ai đâu. Thì tôi hoàn toàn là tôi dũng cảm để mà đi làm gốm, bởi vì vào một chỗ nào mà toàn những cây đa cây đề, những người quá sành về gốm thì tôi chưa chắc là tôi đã dám đủ tự tin để bước một cái quãng đường nó nhiều cái câu chuyện, nhiều cái kỷ niệm mà lát nữa tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Thì đó là hai cái câu chuyện có gắn với hai nhân vật, có hai người anh của tôi ở đây, hai người thầy của tôi ở đây và để dẫn tôi đến với gốm. Thời gian đầu tiên, cái sản phẩm đầu tiên tôi sờ tay vào đất đây chính là con, tôi gọi là con rồng này, là lúc đấy tham gia câu lạc bộ gốm lần thứ nhất anh Xuân nhỉ, là khoảng tháng 6 năm 2022. Nhưng mà sau đấy tôi bỏ bẵng đi cho đến tận tháng 12 năm 2022, khi anh Đức có một lời cởi mở là anh có cái chỗ làm gốm ở cái nhà kỳ quái ở bên Bát Tràng, thì tôi chính thức quay trở lại làm lò gốm đầu tiên, làm luôn một lò riêng là vào tháng 12 năm 2022, và đến nay đã được khoảng 7 tháng. Cảm ơn chị Trương Thúy Anh. Thế thì đấy là cảm xúc của chị Trương Thúy Anh, nhưng mà em nghĩ rằng là hai vị khách mời của chúng ta cũng có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Xin mời có thể là mời anh Kim Xuân trước, bằng vì là cái người mà đầu tiên khiến cho chị Thúy Anh chạm tay và sờ tay vào đất. Thì anh có cảm xúc gì với cái ngày đầu tiên đấy với chị Trương Thúy Anh và cho đến thời điểm hiện tại? Đầu tiên thì cô gái mà Thủy dẫn đến cũng thấp, đầu cắt cao. Trước tiên là cũng gây cho tôi một cái sự chú ý gì đấy. Có lẽ có cái gì đấy đặc biệt đấy. Thế thì khi mà
Thủy giới thiệu đấy. Đây, anh Sơn giới thiệu rồi, đây là bạn em. Anh có thể hướng dẫn tốt. Tôi cũng đưa dụng cụ và làm tất cả những cái điều mình như thông thường những người khác thôi. Nhưng mà một hai hôm, đôi khi tôi làm tôi cũng bắt đầu thấy tôi liếc mắt tôi quý sang và thứ anh làm thì ở cách bạn làm thì cũng có những cái nhìn rất đặc biệt đấy, riêng so với người khác. Có những cái sản phẩm có khi ví dụ tôi nói bình thường này, có khi bạn cũng có thể cắt ra là bạn cắt quét xong rồi làm một cái khác hợp hết, ví dụ là những công đoạn có thể là không làm liền như là những người gốm khác, xong rồi cuối cùng thì tất cả cái sự lắp ghép hoặc tất cả cái điều đó cũng đều hoàn thành. Và sau rồi những cái dáng khác tôi thấy Tuy Anh cũng voi đất và cũng lại có những cái mà làm rộng và làm cũng có thấy một cái đặc biệt riêng, thì tôi cũng có nhận xét là em có thể theo gốm được, em có một tố chất làm gốm, tôi khẳng định luôn, tôi bảo nói luôn, tại vì nhìn cái cách làm và cái cách làm việc mà hoàn toàn là rất là tự tin, Tuy Anh rất tự tin trong cái như là làm gốm, nhưng không hẳn là bảo em làm mấy hôm em không ấy, nhưng mà lúc nào rất là thấy là hoàn toàn là tin. Sau này thì có thể là quay trở lại mà làm đốt thêm nhiều đó nữa thì có lẽ tiếp được, có thể là quay lại, nhưng còn lúc đầu tôi đã thấy được cái điều đó rồi. Trong cái gốm thì các bạn biết đấy, nó theo tôi nó rất hồn nhiên, mà hai là từ cái tuổi trẻ thơ của mình ấy thì nghịch đất mà, thế đã mang cho mình một cái rất suy nghĩ về cái phóng khoáng của gốm. Chơi những bạn trẻ bắt đầu đặt đất lại biết tất cả các thứ, thì bây giờ những tác phẩm của Tuy Anh tôi thấy cũng rất hồn nhiên, mang một cái gì đó mà đôi khi gần đây tôi lại thấy nó hơi có một cái gì đó, nói đúng ra thì mình gọi là hiểu với nhau là gốm không thì cũng hẳn, nhưng mà đôi khi cũng có thể là có một cái chất âm nhạc, nó có những giai điệu mình nói nhau, nó có giai điệu, tức là những cung thứ bậc cao cấp đấy. Thì tôi thấy những cái lò vừa rồi là nó có những cái giai điệu ở trong đó, và nhất là những có những cụm vừa rồi là, em ơi, cái của em làm khóc kia đẹp đấy, hai cái xếp vào nhau tôi thấy là chú Anh là một con người mà đầu óc ấy, tôi cho rằng rất sáng tạo. Tuy rằng là trong cái gốm, nhưng mà tôi thấy rằng chịu khó tìm mày mò tìm những cái sáng tạo đó là một con người mà tôi thấy rằng đáng quý. Mặc dù là cái gốm của Thế Anh cũng chưa hẳn là trong lão đài, nhưng mà mới có 1-2 năm trở lại đây tôi thấy rằng Thế Anh không nói là mê đâu mà là có thể sau này sống chết được gốm, tôi khẳng định cái điều đó. Và đôi khi không hiểu là có bỏ hội họa không thì không biết, nhưng mà tôi thì tôi đã bỏ, nhưng mà nhiều khi bỏ đỡ thì các thì khác thì gốm. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Xuân. Đúng là từ cái câu mà em là người có tố chất làm gốm cho đến cuối cùng mà anh Xuân anh có nhận xét rằng là có sự hồn nhiên, có giai điệu, có chất nhạc ở trong gốm thì và rất sáng tạo và chịu khó, thì đấy là một cái hành trình rất ngắn mà trong có thể nói là chính xác là 7 tháng nay, đúng không ạ? Thì đấy là cảm nhận của anh Kim Xuân, cảm ơn anh. Thế thì đối với họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức thì sao ạ? Vì được như chị Thúy Anh nói là người tiếp tay, người tiếp lửa đấy, thế thì vâng, người xui dại, vâng, xin mời anh ạ, có thể chia sẻ thêm. Thực ra thì tôi với Thúy Anh thì cũng đã quen biết nhau lâu rồi, cũng từ khi tôi còn hoạt động ở nhà sàn thì đã lên chơi và đã nói chuyện với nhau nhiều. Thế ở đây thì tất nhiên là nó có những cái ảnh hưởng trong các cái câu chuyện nói chuyện về nghệ thuật, thì bản thân nó cũng Thúy Anh cũng tác động với tôi mà tôi cũng tác động đến Thúy Anh. Thì ở đây tôi thấy nó có mấy cái, đây là những cái cảm nhận về cái công việc hoạt động gốm của Thúy Anh. Thì tôi thấy nó có một câu chuyện nhỏ tôi muốn nói để thấy rằng là toát lên được cái tinh thần của Thúy Anh một chút. Ngày xưa tôi đi làm xuất nhập khẩu, tôi vào một cái làng nghề đục tượng Sơn Đồng. Thì tôi đã để ý thấy rằng là một cái người thợ rất giỏi, họ đục tượng, họ không, đôi lúc họ không cần nhìn vào pho tượng, họ vẫn đục rất là đúng. Rất là đúng và rất là chính xác. Và họ rất là thoải mái để khi họ thực hiện một cái giá trị của cái pho tượng đấy. Thế nhưng cái người học sinh đến đấy học thì hình như họ không có cái kỹ năng để thực hiện cái mà cái hình ảnh mà họ nhìn thấy nó. Nhưng những cái tượng mà học sinh nó làm lại tạo cho tôi một cái nhận biết, một cái năng lượng của người học trò rất là nhiều. Cái năng lượng từ cái tác phẩm đấy nó đẩy ra, mà cái người thực hiện cái giá trị của cái sản phẩm đấy, họ bằng tất cả cái nỗ lực, bằng tất cả sự cố gắng,
bằng thậm chí họ chảy cả nước dãi ra để họ thực hiện mà vẫn không đúng được ấy, thì cái năng lượng đấy bỗng nhiên nó đẩy vào pho tượng lúc nào không biết. Cái người mà thực hiện ra một cái sản phẩm quá dễ dãi, quá là nghề cao rồi, đôi khi chúng ta sẽ gặp một cái trở ngại rất lớn, rất lớn. Thế nhưng ở Thúy Anh thì ta thấy, và cái này tôi nghĩ rằng là cần phải nhận thấy được cái điều ấy, nhất là các nghệ sĩ cần làm thì phải cần nhận đấy, tức là cái sự đẩy năng lượng thẩm mỹ của cá nhân, đẩy cái mong muốn của cá nhân vào cái sản phẩm đấy. Cái năng lượng đấy thì rất là vô hình, nhưng nếu chúng ta không đẩy năng lượng vào được thì cái giá trị đấy là rất vô hồn, nó không có giá trị cao. Có thể có giá trị sử dụng, nhưng giá trị thẩm mỹ, giá trị tính cá nhân của nhân vật là gần như không còn, của người nghệ sĩ gần như không có nữa. Thì Thúy Anh trong đến một trường mực nào đấy, Thúy Anh nâng ở bản thân mình lên ở một cái tầm tầm tri thức khá tốt, khá cao rồi, nhưng vẫn giữ được trọn vẹn cái năng lượng này. Thì tôi nghĩ đấy là một cái rất khó đối với các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ hay các người làm nghề cũng thế, khi họ thực hiện quá giỏi về nghề rồi thì họ đánh mất dần cái cảm xúc. Họ quên mất cái cảm xúc ấy được thực hiện bằng sự nỗ lực hết sức đẩy vào nó một cách rất là tự do, một hai cách hết sức là tự nhiên chứ không phải là một cái gì cố gắng rất bản năng. Thì Thúy Anh, tượng của Thúy Anh, nhất là gối của Thúy Anh, vẫn thấy một cái gu thẩm mỹ của Thúy Anh rất là rõ ở đây. Nó hơi hoang dại, nó hơi khao khát một cái gì đấy, một khao khát một cái gì khác, cái mà người ta trông thấy, nhưng nó vẫn giữ được cái mộc mạc, cái hồn nhiên, cái sự nắn nỗ lực của mình trong cái tác phẩm này. Thì cái đấy không phải mấy nghệ sĩ làm được. Có những người vẽ rất là tốt, nhưng chúng ta chỉ nhận thấy họ vẽ rất tốt, nhưng chúng ta lại không thấy cái năng lượng của chính người đó trong cái giá trị tranh đấy. Thì tôi thấy cái đấy tuy nói vậy thôi, nhưng nó cực kỳ khó, cực kỳ mà không phải mấy người đã có thể thực hiện được cái việc đấy. Thì cái đấy là cái giá trị mà tôi cho là Thúy Anh tạo ra một cái giá trị rất riêng, một dòng gốm của cá nhân mình, đóng góp vào cái diện mạo gốm của Việt Nam. Tôi nghĩ là nó có thể đặt một cái, tạo ra một giá trị, không phải là giá trị sử dụng, cũng không phải là chỉ là đơn thuần như một giá trị tác phẩm, mà nó là một thẩm mỹ, một giá trị thẩm mỹ của gốm, của người làm nghề gốm, đẩy nó ra một cái cá nhân riêng biệt, cái cá nhân riêng biệt đấy. Thì tôi cho cái đấy là cái thành công của gốm của Thúy Anh. Thế thì cái đấy, mà cái thứ hai nữa, nhìn gốm của Thúy Anh tôi thấy nó như thế này. Có những pho tượng hoặc là có những sản phẩm gốm mà người ta thấy rõ giữa khoảng cách của người làm ra nó với lại cái tác phẩm, giữa khoảng cách của chất liệu với lại cái người sử dụng nó, cái khoảng cách giữa cốt đất với lại men, và tạo nên một cái giá trị lắp ghép và có cái khoảng cách không thôi. Nhưng của Thúy Anh ta thấy khác là vì nó, con người Thúy Anh nó lẫn luôn vào trong tác phẩm, và cái men, cái gốm này nó hình như tạo ra một sản phẩm cụ thể, chứ không phải là một cái khối này bôi men lên, và cũng không phải một khối này được nung vào trong này xong đưa lên nung lên nữa, mà nó giữa men đất và cái con người làm ra sản phẩm đấy nó quẹn lại. Và cái đấy là cái rất là khó. Tôi nghĩ là chúng ta cũng đều, tất cả đây đều là nghề, để đạt được cái mà cho người khác nhận thấy được cái điều này, chứ không phải tôi bảo tôi làm như thế mà người khác không thấy gì cả thì là chuyện khác. Nhưng Thúy Anh làm ra nó cho người ta nhận thấy được cái điều ấy, và tôi nghĩ rằng là cái giá trị cuối cùng mà người, ngoài cái việc chúng ta phải nâng cái trình độ, nâng cái giá trị của quan niệm thẩm mỹ hay là giá trị xã hội vân vân, thì chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng được cái tinh thần cá nhân ấy, cái tinh thần mà nó luôn luôn được đẩy trong nội lực của mình, nó cứ đẩy ra cái tác phẩm, đẩy ra, chứ không phải tôi hình dung rằng tác phẩm xong tôi cố gắng tạo ra cái tác phẩm, hai chuyện là rất khác nhau. Thì đấy, thì Thúy Anh là tôi nghĩ là nó khá có một cái thể thống nhất giữa người làm ra sản phẩm, giữa giá trị của sản phẩm, cách sử dụng sản phẩm nó cũng khác biệt, chứ không giống như trong các làng nghề khác. Thì tôi cho đấy là cái mà Thúy Anh đạt được. Tôi có thêm một chút ví dụ, tại sao vậy, tôi nói trong cái tác phẩm của Thúy Anh nó có giai điệu, có âm nhạc, tôi muốn chứng minh một chút. Chẳng hạn như tôi đến tôi chơi cái lò gốm vừa rồi, tôi ra tôi ngồi trong kia, và chẳng hạn như nếu Thúy Anh mà biết sắp xếp theo những cái bộ gốm như thế này ở trong kia thì nó có Đô Rê Mi Fa Sol, nó có cung trầm lên bổng thức trong cái lô tượng kia. Mà tôi nhìn thấy điều đó mà không hiểu là Thúy Anh có nhìn ra không. Thì nếu như mà đi theo bộ, nó là đơn lẻ này thì mình không nói, nhưng mà trong cái đống nước kia và đống ở đây mình nhìn thấy là có một cái giai điệu, có một cái lên xuống trầm bổng, thì cảm giác của mình ở đây Thúy Anh
em phải thấy được là cái điều đó mà em đi theo một cái bộ, chứ còn đều quay vào đơn lẻ. Em sẽ có những cái sắp xếp, có những cái bộ và có những bộ mà nó đầy tính nhạc điệu, bởi vì anh Xuân là em thấy xúc động vì anh khá là đồng cảm với em khi mà em làm gốm, thì đúng là em coi trọng cái yếu tố âm nhạc và cái nhạc điệu ở trong các tác phẩm của mình, không chỉ là gốm, kể cả hội họa cũng vậy. Và em cũng rất mong là có thể sẽ giới thiệu được đến anh và mọi người những cái bộ gốm của em theo từng cái chủ đề của nó, và nó cũng sẽ kết hợp cùng với cả âm nhạc, những cái thể loại nhạc mà nó phù hợp để khi người ta xem, nếu như ai đã từng đến với cái triển lãm Khắc Vào Mu của em, họa sĩ Lê Minh Đức là Đức Con và Lâm Na, thì sẽ thấy rất rõ là cái tính thống nhất trong ngôn ngữ cũng như là cái tính nhạc và tính chuyển động trong các cái tác phẩm điêu khắc của em. Thì em rất cảm ơn anh Xuân vì cái sự nhạy cảm và đồng cảm với em như vậy ạ. Và em cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Xuân và cảm ơn chia sẻ của chị Thúy Anh. Thế nhưng mà quay trở lại với cái câu chuyện vừa nãy, thực ra cái tính nhạc điệu thì mình sẽ nói ở câu chuyện sau. Bởi vì khi như chị Thúy Anh chia sẻ là sắp xếp theo bộ, thế nhưng mà đối với Quỳnh, cái ấn tượng đầu tiên với gốm của chị Thúy Anh thì lại ở tạo hình. Bởi vì là khi đến đây, trong những cái lần mà được trò chuyện sâu với chị Thương Thúy Anh, thì một tác phẩm gốm thì nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trước, nhìn sau, đặc biệt là nhìn đổ bóng, thì nó ra một cái câu chuyện. Tức là bản thân Quỳnh cảm nhận được một cái dòng chảy và một cái câu chuyện ý nghĩa đằng sau mỗi tác phẩm. Thì như vậy là hôm nay được một cái nhân dịp là hỏi một cách công khai nhất, thì xin được hỏi nghệ sĩ thị giác Trương Thúy Anh, đó là các tạo hình của chị thì có cảm hứng từ đâu và có ảnh hưởng từ ai và thông điệp của nó là gì? Vì đấy là cảm nhận của riêng em thôi, nhưng mà em rất muốn lắng nghe từ chính cái người mà sinh ra các tác phẩm đấy. Trước khi mà trả lời cái câu hỏi của Quỳnh thì tôi có nói một chút về các tác phẩm của tôi, bao gồm cả gốm và hội họa. Thì tôi có xu hướng là tôi rất yêu cái giới tính nữ của mình, và các tác phẩm của tôi thì tôn vinh và đề cao cái tính nữ, cái giới tính nữ, và đặc biệt là cái thiên chức làm mẹ. Cái chuyện đấy trong các tác phẩm, kể cả tác phẩm cưới là sẽ nhìn cũng sẽ thấy rất rõ, và rất nhiều tác phẩm khác. Thì nếu mà hỏi là cái gốm của tôi nó lấy cảm hứng từ đâu, thì gốm của tôi lấy cảm hứng từ các tác phẩm tranh của tôi, từ cảm xúc của tôi, từ giới tính của tôi là nhiều. Và ảnh hưởng của ai thì nếu mà Quỳnh thấy thì trong cái gốm của tôi thì có rất nhiều những cái hình ảnh nó rất là tự nhiên, hay như là anh Đức hay anh Xuân có nói là nó hồn nhiên. Và tôi lấy cảm hứng từ thiên nhiên, tôi rất thích những cái khối đá xếp đâu đó ở thiên nhiên, những cái màu sắc của tự nhiên, bởi vì tôi cho rằng cái người nghệ sĩ lớn nhất và thiên tài nhất, tài ba nhất chính là mẹ thiên nhiên. Nên cảm hứng của tôi, nếu là cụ thể thì tôi nói là tôi lấy từ các tác phẩm, nó đồng nhất ngôn ngữ với các tác phẩm hội họa của tôi. Còn tôi lấy cảm hứng rất lớn từ thiên nhiên, từ những thứ tự nhiên để làm nên cái chất liệu trong quá trình tôi làm gốm. Vâng. Có lẽ là cũng vì như vậy cho nên là thực ra thì hôm nay cũng lý giải đầu tiên mà chuyện nhà La lại chọn chị Trương Thúy Anh. Bởi vì cũng giống như là anh Đức có chia sẻ, đó là sự đẩy năng lượng một cách rất cá nhân vào từng tác phẩm và thấy được rõ hình ảnh của Trương Thúy Anh vào trong không chỉ là tranh mà đặc biệt là gốm. Thì cá nhân em cũng thấy được cái dòng chảy tự nhiên ở trong tượng gốm của chị Trương Thúy Anh, một cái tính nữ rất bản năng nhưng mà nó rất là thiêng liêng. Quý vị nghĩ rằng là Quỳnh nghĩ rằng nếu như có thêm thời gian mà nghe suốt cả cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, và chúng ta sẽ có cái cuộc đi dạo chơi với tranh, với tượng gốm của chị Trương Thúy Anh trong thời gian đủ ngấm, thì cũng sẽ thấy được mình đâu đó ở trong đấy. Đấy là một cái góc nhìn về tạo hình. Thế nhưng mà có một cái điều nữa em nghĩ rằng cũng là một cái điểm rất đặc biệt khi mà nhìn tượng gốm của chị Trương Thúy Anh, đó là về màu sắc. Thì không biết rằng là anh Kim Xuân hay là anh Mạnh Đức có cái đồng quan điểm với em không ạ? Thì em cũng có những cái câu hỏi có thể là dành chung cho cả ba người, đó là màu sắc trong gốm của nghệ sĩ thị giác Trương Thúy Anh thì có sự khác biệt và đa dạng với gốm nghệ thuật của các nghệ sĩ khác, và tại sao lại có thể sử dụng màu sắc như vậy trong các tác phẩm gốm của mình? Em xin phép là được nghe cái ý kiến đánh giá khách quan
của anh Đức, anh Xuân cũng như tất cả các khách mời. Bởi vì nếu mà tôi có nói về mình nhiều quá thì chưa chắc nó đã phải là điều hay. Nên muốn nghe cả những lời khen hay kể cả những sự phê bình hay là những cái nhận xét hay những cảm xúc của tất cả mọi người về cái màu men gốm Quỳnh nói. Và sau đấy thì mới xin phép chia sẻ là tại sao mình lại làm như vậy và nó có liên quan gì đến các tác phẩm, nó có tính xuyên suốt như thế nào. Với tôi có suy nghĩ như này. Thực ra thì gốm là gốm, chứ gốm không thể giống đá. Gốm cũng không thể chạy đuổi theo giống cái chất liệu của sơn mài được. Thì hãy giữ trọn vẹn cái tính gốm, cái ngôn ngữ của gốm, cái tố chất của gốm, của đất và đất là men và nhiệt được. Thì cái tinh thần đấy quan trọng hơn là tôi sẽ làm cái này mang tinh thần của cái kia. Thì cái đấy nó, tôi nghĩ là nó không đúng. Cái đấy nó không. Mà cái khai thác quan trọng đấy là khai thác cái mong muốn của Thúy Anh, chứ không phải là cái mong muốn ở đây là mong muốn nó, đôi khi mình không nhận thấy nó đâu. Nó nằm trong nội tạng ẩn khuất rồi bất chợt nó xuất hiện ra thế nào đấy. Về một cái lý do nỗ lực nào đấy nó đẩy ra lúc nào mình không nhận thấy được. Chứ mình không chủ định, khẳng định là tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ muốn làm cái kia. Tất cả những cái dự định đấy nó tự chói tay mình lại và tự định hình ra cái chuyện đấy. Có những tác phẩm nó giống đá quá tôi không thích. Nó phải là gốm, gốm là gốm và nó phải đúng cái ngôn ngữ của nó thì mới được. Thế thì nhưng cái tinh thần chung của Thúy Anh thì tôi thấy nó như này, không phải vấn đề là thiên chức người phụ nữ hay là nữ tính hay vân vân. Thực ra xem tranh của Thúy Anh cũng như tượng của anh thì người ta thấy khát vọng của một con người, chứ không phải là tính nữa hay không tính. Tính nữa là đương nhiên rồi. Cái đấy nó đừng lấy cái đương nhiên của mình vào thành ra là, nhưng người ta cái ý nghĩa mà người ta cho người khác thấy đấy chính là cái khát vọng của Thúy Anh. Cái khát vọng về cuộc sống, cái khát vọng về của người phụ nữ, cái đòi hỏi của người phụ nữ, cái khát vọng ấy. Cái đấy quan trọng hơn rất nhiều. Và đấy nó mới tạo ra một cái Thúy Anh mà nó có tính chất vượt lên trên những cái quy ước, những cái quy ước. Ví dụ như cái performance về cưới chẳng. Chúng ta không phải nhìn về cái chuyện cưới, cũng không phải nữ tính gì ở trên cái chuyện cưới của Thúy Anh cả. Mà đấy là câu chuyện khát vọng của Thúy Anh về chuyện đó. Về cái khát vọng đấy nó cộng với cái năng lượng của Thúy Anh, nó ra tác phẩm. Chứ mình đừng nghĩ là tôi sẽ làm một cái gì đấy nó mang câu chuyện này, mang cái ý tứ thế kia, hay mô tả lại một chuyện đám cưới, hay cảm xúc về đám cưới, chuyện nó không. Cái mà Thúy Anh không thấy được, mà không nói ra, Thúy Anh không nói ra, tôi không biết có nhận thấy không, không nói ra. Nhưng chính xem bất cứ một tác phẩm nào, kể cả vẽ tranh, thì luôn luôn mình cảm thấy người này đang khát vọng. Khát vọng gì tôi không rõ chứ, không rõ. Nhưng rõ ràng có một cái gì đấy đòi hỏi không thỏa mãn. Nó rất là khao khát, rất là muốn phá vỡ, rất là sâu thẳm, vân vân. Thì những cái đấy quan trọng hơn nhiều, cái đấy quan trọng hơn cái kia. Thì cái định hướng, cái suy hướng của nó là như vậy. Cái thứ hai nữa, nếu mà lâu dài làm một tác phẩm, nếu như nghệ sĩ mà mình cho mình là một nghệ sĩ thị giác, thì hãy nghĩ đến những cái chuyện làm gốm này phải là một dự án cho một chủ đề, chứ không phải làm từng tác phẩm. Thì nó giống như là một cái gì đấy, nó ta vẽ bức tranh này xong lại quay sang vẽ bức tranh khác, các thứ đấy thì nó không. Nhưng phải nghĩ đến một cái dự án này có thể nói về quyền phụ nữ. Tôi chuyên làm một đề tài, một cái dự án chỉ nói về tác phẩm quyền phụ nữ của cá nhân Thúy Anh. Thì hãy xây dựng cho nó một cái dự án, và với cái tinh thần đấy tập trung làm cho một dự án thì điều ấy nó sẽ có tiếng vang lớn hơn và nó sẽ nâng cấp cho mình lên ở một tầm nhìn khác, bởi những cái giá trị đấy nó sẽ được tổng hợp lại và nó sẽ đánh dấu một cái giá trị khác. Thì tôi nghĩ là nếu như lâu dài với cái tố chất đã sẵn có, với cái khả năng, cái thẩm mỹ mình muốn có và cái tự nhiên mình có, tự nhiên đây có nghĩa là không phải người nào muốn tạo ra khát vọng của người phụ nữ là tạo được đâu. Vẽ gào thét chưa chắc đã phải là khát vọng. Khát vọng được vẫn luôn luôn nhắc lại. Trong người thật tôi đánh giá cao nhất là tính tự thân. Cái tự thân này mà tôi đứng trước tác phẩm nó không phải là lộng lẫy hay là kỹ thuật cao hay là các thứ, mà chính cái nội lực của cái tác phẩm nó đẩy lại tôi nhận thấy cái gì ở cái tác phẩm đấy. Và đấy mới là cái cảm thụ đúng của hội họa, chứ không phải câu chuyện của cái tác phẩm đấy đang diễn giải cái gì. Thì tôi nghĩ là nó quan trọng. Đôi khi có những cái hình ảnh rất vô nghĩa, chứ người ta nhìn nó tôi lại thấy cái năng lượng, có cái khát vọng. Thì đấy là cái tôi nghĩ là cần tư duy theo cái cách như thế, cần đẩy cái hướng đấy lên để nó đến một cái giá trị cao hơn nhiều, là nó là những sản phẩm riêng biệt, không đúng, không phải đúng đấy. Thì tôi nghĩ hoàn toàn là anh Đức đã biết tôi khoảng hơn 20 năm rồi, nên là khi anh Đức nói những chuyện đấy là anh Đức rất hiểu tôi và anh Đức đọc tất cả mọi cái từ trong gan, trong ruột tôi ra. Và
kể cả cái chuyện mà anh Đức nói về tôi chưa nói với ai, nhưng có một vài anh em trong ở Mulala thì có thể biết về cái việc là em có cái kế hoạch về cái dự án gốm cho mình. Bởi vì với 7 tháng và 5 cái lò gốm và cũng chia ra các câu chuyện khác nhau, có những cái nhỏ xinh như thế này để tiếp cận dễ hơn đến đám đông, và có những cái tác phẩm gốm khác để cho những câu chuyện riêng, thì em hiển nhiên là đã có những cái dự án về gốm, còn sẽ cố gắng và trải nghiệm trên cái hành trình làm gốm của mình để mà có thể thực hiện được những cái kế hoạch mình đã đặt ra, những cái dự tính, những cái dự án cho cái hoạt động nghệ thuật của mình, và trong đấy gốm là một phần không thể tách rời, chứ không phải chỉ em không có xây dựng một cái câu chuyện riêng cho gốm, mà là bởi vì như ban nãy Quỳnh có nói về cái chuyện nghệ thuật là nghệ sĩ thị giác, thì cái các tác phẩm của tôi thì thường là nó có rất nhiều các cái thành phần để cấu thành lên cái tác phẩm đó, cũng như cái dự án đó, thì chắc chắn là đã có những cái dự án cực kỳ cụ thể và nó khá là tham vọng, và trong đấy gốm thì không thể tách khỏi, Thanh không thể tách rời ra khỏi cái dự án đó. Thế còn xin mời nghệ sĩ Kim Xuân ạ, cùng chia sẻ về cái màu sắc. Trong gốm ấy, các cụ đã có câu là nhất là nhìn ra, tức là cái dáng là cái phọt, thì phọt trước tiên là phải đẹp, và cái da đây là cũng nói với men. Thì trong yếu tố đầu tiên là phải được một trong hai cái, nhưng mà được cả hai cái thì tuyệt vời. Tôi thấy là cái màu men của Thiếu Anh thì mặc dù là Thiếu Anh là vào men nghề gốm mới, nhưng mà tôi thấy cái men rất trầm, rất theo tôi thì tôi rất hợp với cái cái của tôi. Thì trong cái gốm này thì nó có nhiều cái màu men rực rỡ, nhưng mà ở riêng ở những cái tác phẩm của Thiếu Anh thì tôi thấy rằng là phối men này rất khó, tại vì nó không như là họa sĩ anh bóp màu anh vẽ anh nhìn thấy, nhưng cực kỳ phối men này thì sau khi chỉ cái kết quả là khi ra lò thì mới thấy cái hiệu quả đó. Nó là một cực kỳ, mà nó cũng là một cái thử nghiệm mà Thúy Anh cũng giỏi đấy, là vì thời gian rất ngắn mà qua những cái lò em đúc kết men nước qua tiếp, nói chung là đấy là một cái là tôi thấy rằng là cũng rất là nhanh mà cũng là rất là xuất sắc trong vấn đề men, lĩnh vực men. Thấy là nhiều người ở trong câu lạc bộ gốm, hoặc thậm chí rằng nhiều người làm gốm lâu năm cũng chưa chắc cũng phải thấy là cái nghề về cái men của Thúy Anh. Nhưng thực sự là tiếp xúc thì đã rất là ngắn rồi, nhưng mà những cái lò nào nhất là những lò gần đây thì thấy là men đã rất đẹp. Đấy. Riêng về cái men thì tôi thấy là nó rất hợp với cái điều khác, rất hợp với tất cả những cái hiện tại của Thúy Anh đang làm. Đấy. Và cái men này nó cũng là một cái phần quyết định chính thêm vào cho cái những tác phẩm của Thúy Anh, một quyết định rất quan trọng. Và ngoài cái box ra thì tôi thấy rằng là cái giỏi của Thúy Anh thứ hai đó là cũng là từng men. Tôi thì có lẽ là cũng chưa thể bằng được, cũng là phào gốm mấy năm nay rồi, nhưng mà men thì cũng hẳn như là chú Anh nhật, nhưng mà mình thấy là cái đó là tôi cũng thấy từ trong cái họ thôi, mà cũng hy vọng rằng là trong những lò sau và trong cái công trình em về gốm ấy, chú Anh ạ, dạ, sẽ có những nghiên cứu thêm về cho men, nó sẽ đặc sắc hơn nữa. Vâng. Và thì hy vọng là sẽ tới sẽ nhìn thấy những tác phẩm mà nó có những cái tính chất cho là cái men nó sẽ vượt bậc hơn. Quay trở lại là xin được hỏi nghệ sĩ thị giác Trương Thúy Anh, đó là màu sắc mà chị học cách sử dụng màu đấy từ đâu mà có được những cái lời nhận xét của hai, gọi là hai người kỳ cựu trong nghề về gốm như vậy, hay là điều gì truyền cảm hứng cho chị và tại sao chị lại sử dụng màu sắc như vậy trong tác phẩm gốm của mình? Thật ra cái này thì như ban nãy tôi có nói với anh Kim Xuân là đùa thôi, nhưng mà là thật, là để tình cảm, để cảm xúc của mình dẫn lối. Tôi rất là xúc động hay là có những sự dung cảm với thiên nhiên ấy, thì những cái đấy là nó gây cho tôi một cái cảm hứng. Tất nhiên là không phải là bắt chước, không phải tôi làm cái này để tôi bắt chước cái khối đá hay là bắt chước cái thiên nhiên, nhưng cái đấy nó gây cho mình một cái cảm xúc rất là lớn, và mình sẽ thử nghiệm tất cả mọi cái con đường
để mà làm men như thế nào thì đều phải thử nghiệm. Ví dụ như trong đầu, những cái mẻ gốm đầu tiên, khi đấy tôi chưa tiết chế và chưa biết, và với cá tính của mình thì tôi cũng không thích những cái màu sắc nó sặc sỡ. Thế thì mình trong đầu mình nghĩ là mình muốn tạo ra một cái thứ mà trông nó hơi xù xì, khô nháp, nó hơi giống một cái chất kim loại một tí, thì mình làm như thế nào? Thì tôi tìm tòi và tự làm theo cách của mình. Có thể có những cái, tất nhiên là tôi vẫn sử dụng hoàn toàn là cái men Bát Tràng, nhưng mà xin chia sẻ với các anh Quỳnh cũng như tất cả các anh chị em ở đây là tôi hoàn toàn sử dụng 100% men Bát Tràng, chưa sử dụng bất cứ một men nào khác. Vấn đề là cái cách sử dụng như thế nào, và tôi đã thử nghiệm, có những cái không thành công. Thường cái cách làm men của tôi thì tôi không, tuy là tự tìm tòi và trong thời gian rất ngắn, nhưng mà tôi không để một cách ngẫu nhiên, có nghĩa là mình sẽ có cái chủ đích của mình là tôi muốn làm như thế nào và tôi sẽ thử nghiệm. Tất nhiên cái mà tôi muốn đặt đến và thử nghiệm thì sẽ có những cái xác suất không thành công. Và ngoài ra thì cái việc là phụ thuộc vào đất này, phụ thuộc vào cái nung của lò điện hay là lò ga, nó cũng tác động rất nhiều. Và thêm một phần nữa là những cái tạo hình gốm của tôi ấy, thì nó sẽ liên quan đến cái men. Cái tạo hình này thì tôi muốn cái men nó phải như thế này, cái màu nó như thế này, chứ không dùng một chung một cái công thức hay một cái lý thuyết cho tất cả mọi cái. Thì cái tạo hình của tác phẩm nó là một phần không tách rời của cái phần là cái ý nghĩa, cái mong muốn của tôi về men và cái cách tạo hình men của tôi, cách tạo men của tôi. Điều hài lòng nhất thì tôi hài lòng là bởi vì gốm, như chính là anh Đức là người bạn rất là hiểu tôi, người anh rất là hiểu ban nãy nói đấy, gốm chính là người. Các thứ thì tôi thấy tôi hạnh phúc nhất và tôi hài lòng nhất, bởi vì là nó ra cái tinh thần của tôi nhất. Đấy là cái tôi rất hài lòng. Cái không hài lòng là đôi khi có những cái tôi muốn tiết chế cái sự bóng bẩy ở cái men gốm. Tôi muốn nó phải, như anh Đức nói là nó phải ra cái chất gốm nữa. Thì hiện tại có những cái thì tôi vẫn rất hài lòng. Nhưng có những sản phẩm, có những tác phẩm mà khi ra mình nghĩ nó là như thế này, nhưng khi ra thì nó bị lung linh quá, nó bóng bẩy quá, nó sáng quá. Thì đấy là cái mà tôi cần phải tiếp tục làm để... Thực ra cái sự bóng ấy mà, như thưa anh, rất là kỵ cái sự bóng bẩy. Nhưng vấn đề không phải thế. Cái vấn đề là khối hình của Thúy Anh đang phù hợp với loại không bóng. Đấy. Và cái bóng đấy hoàn toàn không phải là cái chúng ta coi thường được đâu. Bóng có giá trị của bóng, vấn đề là đúng chỗ. Và đôi khi toàn bộ cái này, khi mà mình giỏi về nghề, mà mình giỏi và mình có những cái mong muốn tạo ra nó, thì đôi khi cái sự này ta cần xuất hiện một chỗ nào bóng, là phải bóng luôn lên. Vậy thì cái vấn đề vẫn là cái phần điều tiết của cái thẩm mỹ của Thúy Anh thôi. Cho nên chúng ta cũng không tự né tránh cái chuyện bóng đi hay là ấy. Hiện nay nó khá phù hợp với cái lối này, cái khối hình của Thúy Anh. Nhưng nếu Thúy Anh làm ở trong cái môi trường khác, ví dụ như cái vòm này xong có khe suối chảy, có một cái cảm giác có một cái nước ọc ra chảy ra ngoài, ví dụ cái chỗ đấy nó bóng lên thì sao? Và có những cái chỗ là chúng ta vẫn là những nghệ sĩ, cho nên không nên giới hạn và không nên coi những cái mà mọi người vẫn đang coi thường nó mà chúng ta lại tạm dừng, đóng khung nó lại, đóng chết nó lại. Và thậm chí những cái đấy chúng ta vẫn khai thác và nó sẽ thực hiện không phải là giá trị của sản phẩm đâu, mà nó có giá trị của sự khát vọng của người nghệ sĩ, cái mong muốn của nghệ sĩ. Tức là nó là thực hiện những cái ý muốn, cái ý tưởng của nghệ sĩ nhiều hơn là tôi đang tạo ra một giá trị mà tôi cho là đẹp nhất, không phải thế. Điều gì thách thức nhất đối với anh và đối với các anh chị trong sáng tác trên chất liệu gốm, đặc biệt là với chị Trương Thúy Anh, là trong thời gian đúng 7 tháng vừa qua, thì cái điều gì là điều thách thức nhất với chị? Và đối với những người mà đã làm nghề lâu năm, là được chơi với đất một cách gọi đam mê vô điều kiện, thế thì điều gì là điều thách thức nhất ạ? Với tôi cuối cùng vẫn là kỹ thuật. Còn cái giá trị của cá nhân thì nó đã tồn tại ở chính chúng ta rồi. Cái giá trị kỹ thuật thì tôi mới thấy nó, khi chúng ta không nắm được kỹ thuật, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái ý muốn. Rất là khó thực hiện cái ý muốn. Và chúng ta chỉ thực hiện ở những cái mức độ rất vừa phải trong cái mong muốn của mình thôi, chứ không anh. Ví dụ như tôi đã xem những cái tư liệu nói về gốm của người nước ngoài, thì mình thấy là họ, với kỹ thuật của họ,
với cái khả năng làm đất của họ, với khả năng làm men của họ, với cái khả năng nhiệt độ của họ, với cái khả năng xử lý về mặt của họ, thì họ tạo ra những giá trị chúng ta không tưởng được, không thể tưởng tượng nổi là họ có thể làm được như thế. Và lúc bấy giờ nó mới đủ cái khả năng để phục vụ cái tư duy hay là cái sự bay bổng của người nghệ sĩ được. Tôi nói ví dụ, họ làm có thể là một cái màn như một như là mình mảnh vải thôi, nhưng mà mảnh vải như là vải màn ấy, nó xếp xếp cuộn cuộn, nó chạy ống này, nó chạy vút tít đằng kia mà vẫn đứng. Vậy thì chúng bao giờ chúng ta có thể thực hiện được điều này mà nó không nối nhé, không có kết nối gì. Vậy thì cuối cùng cái gốm, tất cả mọi chuyện đấy là khả năng thực hiện của gốm có đáp ứng được cái mà chúng ta, cái người nghệ sĩ khát mong có đấy hay không, thì đấy vẫn luôn luôn là cái trở ngại. Và tôi nghĩ là không phải chỉ riêng gốm mà hầu hết những cái khác đều khát khao. Và chúng ta thấy sở dĩ chúng ta luôn luôn bị kém cỏi hay là bị đánh giá thấp đi, bởi vì chúng ta không có những cái kỹ thuật để hỗ trợ làm cho người nghệ sĩ phát triển, làm cho người thực hiện được những cái giá trị mà vật liệu hiện trạng bây giờ không làm được. Thì cái đấy là cái tôi cho vẫn là cái nút, cái ranh giới hạn chế nhất của các nghề, và đặc biệt là đối với gốm, vì nó là quá là kỹ thuật, nó liên quan đến đất, liên quan đến men, liên quan đến nhiệt, và liên quan đến kể cả không gian để thực hiện cho nó chẳng. Thậm chí nó có thể là nếu như người ta nung củi thì nó đã ra giá trị khác, nếu mà củi này thì ra giá trị khác, mà củi khác thì ra giá trị khác, mà cách nung nó khác, nó đã ra khác. Vậy thì tất cả những cái lớp lang để tạo ra những kỹ thuật hoặc là tạo ra những cái giá trị kỹ thuật để thực hiện được cái mà tôi mong muốn. Vậy chúng ta hiện nay chúng ta vẫn còn đang mong muốn những cái rất là nhỏ, rất là hạn chế, và chúng ta không nghĩ rằng gốm có thể tạo nên những tác phẩm mà có tính là khuynh loát được hoặc là chinh phục được cả thế giới, là chúng ta không nghĩ đến. Chúng ta chỉ làm ra những cái giá trị nó rất vừa phải thôi. Và cuối cùng là chính vẫn là hai yếu tố rất quan trọng. Một là cái khát vọng của các bạn, của các nghệ sĩ. Hai là kỹ thuật để đáp ứng được cái khát vọng đấy. Và chúng ta cần đúng hai yếu tố này để chúng ta mới thoát thai ra khỏi những cái bùn lầy, hay là thoát thai ra khỏi những cái giới hạn mà hiện nay nó đang trói buộc chúng ta. Vâng, cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Mạnh Đức. Thực ra cái điều này là khiến cho Quỳnh linh với một cái giống như cái việc mà ươm mầm trong những cuộc thi về startup ấy. Thường những cái ý tưởng về khởi nghiệp thì nó rất là hay, nhưng mà để thực hiện nó thì rất là khó. Thì giống như phải chăng cái công việc mà cái hành trình làm gốm, đôi Quỳnh nghĩ rằng là các nghệ sĩ, và đặc biệt là những nghệ sĩ có cái gu rất là cá tính và đặc biệt, thì họ cũng có những cái ý tưởng lớn và thậm chí là rất khát khao. Thế nhưng mà đúng như chú Mạnh Đức nói rằng là cái công cụ và cái kỹ thuật để mà giúp cho đạt được cái ý tưởng đấy thì nó vẫn là một cái dấu hỏi và cái sự thách thức. Thì đấy là cái điều thách thức của nghệ sĩ Mạnh Đức trong câu chuyện của gốm. Thế đối với nghệ sĩ Kim Xuân thì sao ạ? Một câu chuyện thì tôi vừa rồi vô tình thôi, có đi một cái trại sáng tác tại Thủ Lạc cùng với Hội Hà Nội, thì vô tình gặp một cái chương trình của Nhật Bản đến Phủ Lãng. Họ đến để họ xây dựng lại cho đất Phủ Lãng có được quy trình công nghệ mà chính tại ở Phủ Lãng, chính tại củi, chính tại gốm, chính tại đất, chính tại men của Phủ Lãng, họ sẽ làm một cái quy nghệ công nghệ đổi mới. Thì tôi cũng đã tiếp xúc Ezaka, đó là cái chương trình của Nhật Bản giúp đỡ. Thì họ xây dựng đấy một cái hai cái lò cũng luôn củi đó, và họ làm lại toàn bộ cái quy trình bằng đất để hướng dẫn, tức là cái người Phủ Lãng. Thì người Phủ Lãng từ xưa nay là thường làm các cái chuông vại, để ta cứ nhìn tượng trưng một cái đất của người ta làm rất dày. Nhưng mà ở Nhật Bản thì họ rất tiết kiệm, tại vì nó là cái nguồn tài nguyên rất quý lắm, mà họ bảo là đất của chúng mày là quá tốt, của chúng tao đào ở dưới ruộng lên. Thì tôi cũng có lại cái xem cái chương trình đó ở trên cái bảo tàng, thì đào lên cũng là đất đen mà người ta sấy đốt cần một tuần lễ mới xong, nhưng trong khi đó mình đốt trong vòng 3 ngày. Thì chính bởi mình ở đây là sẵn tài nguyên mà không làm được cái chủ, vẫn cứ theo một cái cách mà ta vẫn được quật đất lên, ta làm vuốt thành cái chum tất cả các thứ. Nhưng mà chúng tôi xem rồi mới thấy là họ làm, họ hướng dẫn để cho sau trở thành bát Phủ Lãng có thể làm được cái tách, cái ấm chén mỏng tan như ở Bát Tràng, như cái đất thứ này mà chính đất là. Thì họ hướng dẫn cho tôi xem trước trên họ làm đất trên một cái máy, họ toàn bộ mang máy và mang cả những máy tùn của Nhật Bản, người ta giúp đỡ cả một cái chương trình, họ làm lại đất
thì mình thấy là quy trình họ làm là đúng là có thể làm được. Trước đây có lẽ là Phụ Đảng chưa bao giờ là làm như thế cả. Họ đưa vào máy giã, giã đất xong rồi họ chọn cái số mắt dây của từng loại, để họ dây ra cái đất đó, xong họ bắt đầu cho vào ngâm trong một cái thùng. Thì khi mà họ quấy toàn bộ nó thành cái sữa, thì trong quá trình cái tầng đất trên là tầng đất phù sa chính của đất, đó, hết cái tầng trên đó sang một loại, tầng giữa là một loại, tầng cuối là một loại, thì nó có tất cả những cái chất thép, chất nặng, các loại chất khác nhau, thì nó sẽ chìm xuống tới đáy, còn trên mới là đất thổ nhưỡng. Đối với nhân vật chính là nghệ sĩ thị giác Trương Thúy Anh, thế một câu hỏi như đặt ra với khách mời, nhưng mà các anh chia sẻ với góc độ rất là một bài toán chung, một bài toán rất là đau đáu. Nhưng mà đối với riêng cá nhân của nghệ sĩ thị giác Trương Thúy Anh thì sao ạ? Điều gì thách thức chị trên cái hành trình làm gốm nhất? Tôi không tách rời khỏi câu chuyện làm gốm chung, mà thật ra hai anh đã nói đúng cái điều tôi đang băn khoăn rồi. Bởi vì cái băn khoăn nhất là từ cái ý tưởng của mình, tôi thì cái mà gốm mà tôi đang làm thì tôi đang sử dụng chất liệu gốm để làm các tác phẩm điêu khắc hoặc là tạo hình, nó phục vụ cái mục đích của mình thì nó mang tính điêu khắc nhiều hơn. Thế thì với tôi là làm sao mà có thể dùng cái kỹ thuật nào để nó hỗ trợ tốt hơn cho cái ý tưởng của mình. Bởi vì nứt hỏng mỏng là bị nứt, bị vỡ. Trong quá trình vận chuyển để vào lò để sấy để làm nó rất là nhiều hạn chế. Vậy thì cái kỹ thuật ai sẽ là người cái... Có thể những người nghệ sĩ có đầy ắp các ý tưởng, tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia. Thế nhưng mà kỹ thuật ai là người hỗ trợ tất cả cái việc đấy? Và người họa sĩ bây giờ đang phải, nghệ sĩ là làm gốm là đang phải loay hoay hoàn toàn, tự tìm cách, tự làm, và kỹ thuật cũng là tự qua trải nghiệm của bản thân. Thì cái điều mà anh Đức và anh Xuân nói cũng chính là cái điều mà tôi đã băn khoăn suy nghĩ, và nó cũng là cái trăn trở nhất là đối với cá nhân tôi. Làm như thế nào để có thể biến tất cả những cái suy nghĩ của mình, những cái dự án của mình, những cái ý tưởng trong đầu trở thành tác phẩm? Thực ra thì cái làm tác phẩm nghệ thuật nó cái chiếm tỷ lệ nó không nhiều lắm đâu. Nếu mà làm thế thì thực ra nếu như cái này của Thúy Anh làm cái này mà mỏng tinh chắc tôi không thích nữa. Bởi vì thực ra cái sự nặng này này, cái sự cảm nhận thấy cái sự nặng của nguyên vật liệu này chính lại là cảm xúc. Chứ bây giờ thử hỏi cái này mà nó như là cái đồng mà gò mới đón đúc là hai cái khác nhau. Cũng bề mặt là đồng, nhưng rõ ràng cái đồng gò khác với lại cái đồng mà đúc hẳn ra thành khối. Thì cái giày này nó có giá trị, cho nên chúng ta cũng không nên băn khoăn quá. Nhưng tôi nói ở đây chỉ có khi nào chúng ta xuất hiện những cái mong muốn khác đi mà nó lại đòi hỏi phải mỏng đi, mà nó phải nó rộng ra. Tôi nói ví dụ bây giờ tôi muốn làm một bông hoa mướp to bằng cái bàn này chẳng. Một bông hoa mướp như thật luôn, mỏng tang như cái cánh hoa mướp. Thì bản thân nó đã rất là đương đại rồi, chứ không nhất thiết phải làm những cái gì nó quá là ấy. Ví dụ tôi nói thì cái khi chúng ta chỉ khi nào chúng ta có những cái hỗ trợ về mặt yêu cầu đấy thì những cái khát vọng muốn làm chúng ta mới xuất hiện ra được. Trong lúc em làm cái lò gốm thứ năm này thì anh Đức nhớ là em đã trao đổi với anh Đức là em làm muốn làm những bông hoa khổng lồ, bởi vì em sẽ vẽ hoa và em muốn làm cái tượng 2-3 mét, thì em cũng không hiểu là ai giúp mình mà làm thế nào. Thì anh Xuân hôm vừa rồi lại, thầy Xuân lại bày cho mấy bài, nhưng mà cũng chưa biết là từ cái việc bày đấy cho đến lúc mà làm thực tế và cho đến lúc mà thành tác phẩm thì nó có đúng như ý của mình không, hay lại tam sao thất bản lại thành bay đi tận đâu thì. Vâng, xin mời nghệ sĩ guitar chị Minh Cường ạ. Xin mời anh ạ. Những điều hai họa sĩ Xuân Anh Đức vừa nói vậy là tôi cảm thấy rất là thú vị. Có những cái đồng cảm, có những mối đồng cảm giữa nhạc và họa trong đó. Nhất anh Đức vừa nói đến cái ngày xưa anh được học người nước ngoài và người ta không giấu bài gì cả. Tự nhiên tôi nghĩ ngay đến thầy Tây đầu tiên là gì? Tắc Hê à? Vâng. Mới biết gần đây vậy, mới biết gần đây là người đầu tiên đã đem học bài của mình ha. Vâng. Thì người đó tôi đã post trên Facebook một cái đề nghị là cần phải có tượng Tắc Hê cũng như là Alexander Rose. Và Tắc Hê rõ ràng là không có tượng ông, một bức tượng để đánh dấu một cái mốc văn hóa của Việt Nam, thực sự là
chúng ta còn nợ ông. Và hai bác Sơn ạ, bác nói về cái năng lượng, cái khi mình tài liệu cái kỹ thuật không, cái gì nhỉ, cái về trợ dự cái kỹ thuật đấy, khi kiểu mà kỹ thuật quá cao ấy thì mình sẽ bị đánh mất cái cảm xúc thật mình. Cái đấy thì không phải chỉ riêng mình thôi, tạo hình mà các ngành nghề có thể cũng liên đề với nhau. Cái quan trọng nhất là khi mình sáng tạo trong tác phẩm của mình là mình truyền được cái cảm xúc chân thực của mình. Tôi có một trải nghiệm rất là đơn giản và rất rõ rệt là chị Phây ạ, như cái đăng mình kể câu chuyện mình, nếu như câu chuyện về mình là chuyện thật của mình kể ra thì sẽ được nhiều người quan tâm hơn ạ. Những chuyện mình kể của người khác hoặc là những chuyện mình tô vẽ một câu chuyện gì đấy để cho nó hay hơn ấy, thì không được quan tâm toàn chuyện chính của bản thân mình. Từ đó tôi thấy đấy, tôi cho rằng đấy là cái ví dụ rõ ràng nhất về tính chân thực trong sáng tạo. Có lẽ là gì cũng thế, thì không riêng về thuật, một cái sản phẩm mà mình thổi hồn cho nó từ một cái cốc uống nước và nó là cái hồn mình trong đấy. Tôi thấy là tất cả các nguyên nhân thành công đều như thế cả, đều là cái hồn người ta truyền vào, cái đam mê của chính người ta, và tất cả những cái người ta tạo ra đều là thực sự là của người ta, tất nhiên là của người khác là mình mượn vào, thì đấy chính là kỹ thuật anh ạ. À, tất cả những cái hoàn thiện thêm kỹ thuật, và kỹ thuật mọi kỹ thuật nó chỉ là cầu nối cho mình đến cái điểm mình định đến. Xin cảm ơn chia sẻ. Dạ không ạ, xin một điểm nữa là anh Đức nói về năng lượng, thì cảm nhận của tôi cái năng lượng rất là rõ là mọi cái chuyển động trong tự nhiên, mọi cái năng, mọi cái chuyển động trong tự nhiên, mọi cái phát sinh, mọi cái biến động đều có phải có năng lượng, mà sinh ra năng lượng từ nhờ đâu, đều phải nhờ trên cái sự chênh lệch của năng lượng. Ví dụ như nước thì bao giờ chảy cao thấp, điện thì chạy từ âm dương ra âm xuống dương, thì các tác phẩm sáng tạo thì nói chung đều tạo ra một cái sức muốn, đều mong muốn tạo ra cái sức hút nhất định trong đó, cái chuyển động của mình trong câu chuyện, trong cái tác phẩm đấy đều dẫn người ta đến câu chuyện nào đấy, và trong cái việc mà thu hút dẫn dắt người đều có năng lượng, và năng lượng chúng ta cần phải có sự chênh lệch trong cái nội năng đấy. Chính vì cái việc đó mà cái phiên chợ nghệ thuật hàng tháng nó ra đời. Phiên chợ là kết nối giữa người có nhu cầu, tại vì tất cả mọi người đều có nhu cầu làm đẹp không gian của mình, chẳng qua là họ không biết mua ở đâu tác phẩm tốt, hay là đi ra để mua mấy cái tranh in, tranh chép hay là tranh Trung Quốc. Thế thì Mulala phiên chợ nghệ thuật hàng tháng giới thiệu đến tất cả mọi người, kể cả những lứa tuổi từ rất là nhỏ cho đến những người lớn, là các tác phẩm nghệ thuật của rất nhiều họa sĩ. Vì nếu như anh đã theo dõi thì anh thấy ở Mulala các phiên chợ từ tháng 12 đến giờ có những cái họa sĩ rất là tên tuổi, tác phẩm của họ thật sự là tốt và bán ở phiên chợ với một cái giá 70%, thậm chí có những tác phẩm bán với giá 50%. Bảo không, riêng phiên chợ nghệ thuật thì nó có một cái giá khác. Tại sao lại có cái giá đó? Không phải vì tranh kém chất lượng, không phải vì tượng kém chất lượng, mà bởi vì một tháng chúng em có 5 cái ngày trong cái phiên chợ đó để kết nối, để đưa những người có nhu cầu muốn tìm mua nghệ thuật về để làm đẹp cho không gian của mình. Thông qua chuyện nhà La muốn gửi một thông điệp đến rằng ở Mulala có phiên chợ nghệ thuật, tôi gọi thẳng tên là phiên chợ nghệ thuật, và mọi người có thể mua được các tác phẩm đó với giá tốt. Và mọi người hãy theo dõi và hãy ủng hộ các nghệ sĩ, tất cả các nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Và thực ra thì em cũng xin được tiếp nối cái câu chuyện về liên quan đến thị trường. Tại sao mà anh Kim Xuân nói là không có thị trường? Em xin khẳng định rằng là có thị trường là có, và nhu cầu là có rất nhiều, nhưng mà mọi người không biết tìm ở đâu, và mọi người không có cái kênh nào, và không có ai để mà kết nối mọi người để mà một cái tác phẩm trong một cái không gian sống của mình, có những cái tác phẩm nghệ thuật được hơi thở, tức là được sống trong đời sống hàng ngày. Xin mở ngoặc là Mulala không phải là Thúy Anh mở Mulala ra để bán tác phẩm của mình,
tất nhiên Thúy Anh muốn bán tác phẩm của mình, nhưng tôi có giới thiệu đến công chúng tác phẩm của rất nhiều các họa sĩ khác, và bao gồm cả các họa sĩ, những nghệ sĩ không có tác phẩm bày ở đây, có nghĩa là chưa bao giờ có triển lãm ở đây, nhưng có những quan hệ quen biết. Và khi tôi tư vấn cho một cái người khách hàng, người ta có không gian mà tôi cảm thấy là tác phẩm của tác giả này phù hợp, tôi sẽ kết nối để họ có một câu chuyện hay nhất, có một tác phẩm phù hợp với cái không gian của họ nhất. Nên là đấy là một cái thông điệp mà tôi muốn Chuyện Nhà La hãy truyền tải đến với rộng rãi công chúng. Đấy, em nghĩ là cái đấy thuộc vào cái quan điểm của các nghệ sĩ, bởi vì em là một người mới làm gốm, nhưng các tác phẩm, gọi là kể cả những sản phẩm có tính ứng dụng của em, ví dụ như em làm những cái bình để đựng đá, hay những cái bình để ngâm rượu vang, để đựng đá và để ngâm rượu vang, hay là những cái khác, thì hoàn toàn là rất được mọi người yêu chuộng. Thế thì rõ ràng nó vẫn hoàn toàn là có thị trường, nó vẫn hoàn toàn là có gu, có đưa cái thẩm mỹ vào trong đó, chứ hoàn toàn cũng không, mà em vẫn là làm những cái độc bản. Thế thì thật ra những công chúng thì là một chuyện, nhưng mà cái việc mà muốn dùng những thứ đồ đẹp, tốt và độc đáo thì vẫn là có. Thế thì lại một phần lại trông cậy rất lớn vào các nghệ sĩ, là các nghệ sĩ hãy làm những cái tác phẩm, những cái nó mang cái tính sáng tạo riêng của mình. Quỳnh cũng xin chia sẻ là ở thế hệ trẻ hiện nay ấy, thì là thường thường cái xu hướng tiêu dùng là họ sẽ mua câu chuyện là nhiều hơn khi mà họ quyết định mua một cái gì đấy, đặc biệt là đối với tác phẩm nghệ thuật. Đấy, cho nên là chúng nghĩ là nó sẽ một cái hướng đi, và thậm chí là mình hoàn toàn có thể tự tin và nghĩ theo một cái hướng rất tích cực trong một cái tương lai không xa đâu ạ, là cái xu hướng tiêu dùng mang nghệ thuật và gần gũi hơn với nghệ thuật trong đời sống hàng ngày, vào căn nhà của mình. Và giống như cái việc mà làm của chị Trương Thúy Anh, tức là mình cứ thử nghiệm đi ạ. Mình cứ thử nghiệm. Và cái không gian Mulala này là một cái phiên chợ nghệ thuật ấy, thì em nghĩ rằng đấy là một cái thử nghiệm đầu tiên mà chúng ta, nếu như chúng ta không làm thì làm sao biết được. Chúng ta cứ làm đi đã. Như em sẽ nghĩ rằng chúng ta nên gieo vào một cái thẩm mỹ tốt từ thế hệ rất trẻ, để có thể định hướng cho ví dụ người giàu bây giờ, tại sao như anh Đức nói, cái đấy là thực tế là đúng, người giàu thẩm mỹ của họ, không phải tất cả nhé, nhưng phần đông cái giới đó, cái giới có tiền thì có tiền nhưng chưa chắc đã là quý tộc. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy gieo thẩm mỹ vào từ những các con, và từ cái mong muốn đấy thì em và một nhóm các anh chị em ekip thì mới có nói với nhau về cái dự án là có những cái workshop cho các con tham gia, độ tuổi lúc đầu là em còn định là từ 3 tuổi cơ, nhưng sau đấy là từ 5 tuổi trở lên. Và workshop đấy các con tham gia, các con đến có thể là trải nghiệm vẽ, làm gốm, làm tất cả các cái sản phẩm thủ công mà nó mang tính nghệ thuật. Và sau đấy là Mulala sẽ hỗ trợ để bày tất cả các cái tác phẩm đó cho các con, giống như một sự trân trọng cái mầm mống, cái tình yêu nghệ thuật của các con từ rất là nhỏ. Thế thì bắt đầu từ tháng này trở đi thì mỗi tháng Mulala sẽ cố gắng là sẽ có ít nhất là một cái workshop cho độ tuổi, có nghĩa là rất là rộng mở, các con từ tuổi nhỏ, và với mục đích là gieo những hạt mầm nghệ thuật vào, để sao trong tương lai các con trở thành người giàu hay trung lưu hay kể cả người nghèo thì các con đều coi nghệ thuật là một cái giá trị không thể bỏ được trong cuộc sống. Và nghệ thuật nó có cái giá trị rất là lớn là gắn kết và chữa lành. Cho nên là tất cả mọi câu chuyện hay ho đều đi lên từ nghệ thuật, đều bắt nguồn từ nghệ thuật và đều dùng nghệ thuật như là một cái phương thuốc. Nên là rất mong muốn là cái ý tưởng nhỏ nhoi đó sẽ được tiếp nối, sẽ được nhân rộng và sẽ được thực hiện. Để hy vọng là đến một giai đoạn nào đấy tất cả mọi người đều có một cái cách nhìn đúng đắn và yêu mến nghệ thuật. Thực ra đấy là cái lý do vì sao mà Quỳnh sinh ra cái trang gọi là Chuyện Nhà La, và là ai, là cái phần talk show chia sẻ về một nhân vật hoặc một câu chuyện hoặc một tác phẩm, thì đấy là một góc cạnh trong Chuyện Nhà La. Bên cạnh đấy còn có là show, tức là những cái chương trình dạng mini. Bởi vì là trong cái quá trình làm nghề ấy, làm đạo diễn của Quỳnh, của em, của cháu, thì thực ra với cái số lượng quy mô hàng trăm nghìn người, thế nhưng mà quay trở lại thì mình thấy rằng là về nhà cái góc độ để mà thay đổi cho mọi người ấy, thì cần phải những chương trình thật là tinh. Thế thì thông qua những cái hoạt động nghệ thuật thì mình sẽ lồng ghép một cái vấn đề liên quan đến truyền thống, đến giáo dục và đặc biệt là văn hóa, tức là vẫn là cái nền căn bản là tôi tự hào và tôi tự tin hòa nhập
với quốc tế, với bạn bè quốc tế là tôi là người Việt Nam. Thế nhưng mà mình sẽ không hướng đến dạy dỗ hay lên lớp các con, bởi vì những cái thế thì như bản thân Quỳnh cũng khó tiếp cận đến như một cách thức bình thường. Nhưng mà thông qua hoạt động nghệ thuật, bởi vì là Quỳnh nghĩ rằng nghệ thuật nó đã có sẵn trong con người chúng ta rồi. Nhưng mà chẳng qua là từ nhỏ chúng ta luôn được ưu tiên các môn học toán, lý, hóa, tất cả các môn khác, cho đến cuối cùng mới được học hát, cuối cùng mới được học vẽ. Nhưng mà từ nhỏ ấy, chúng ta luôn, ngay được bản thân con gái của Quỳnh luôn thích vẽ, ở đâu cũng gặp vẽ. Nhưng mà bởi vì ông bà thì toàn cấm cháu vẽ bậy ra tường, ra giấy, thì nó sẽ bị hun, bị chặn. Và bị, tức là đấy, cái quan niệm của tất cả chúng ta từ trước đến giờ đều xếp nghệ thuật bằng một cái thứ yếu, không biết làm gì để mới đi làm họa sĩ. Đấy. Và đi đều được trường nào. Đúng rồi ạ. Đấy. Mà thực sự ra thì ở thế giới người ta rất tôn trọng này. Dạ vâng. Vâng ạ. Người ta ngả mũ cúi chào. Vâng. Còn các ngành nghề khác thì có thể đào tạo được kỹ sư hoặc là các nhà khác, nhưng riêng cái nghệ sĩ nó là bẩm sinh, nó là năng khiếu, là nghệ thuật, người ta cho rằng đó là một trong ngành nghề đáng tôn trọng. Thì các thế giới, vâng, các nghệ sĩ nói chung. Cho phép Quỳnh xin được kết được lại một cái cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ thị giác Trương Thúy Anh và hai khách mời ngày hôm nay bằng một cái sự kiện mở vào ngày 29 tháng 7 này. Tức là không chỉ dừng lại ở ý tưởng như chị Trương Thúy Anh chia sẻ, là vào ngày 29 tháng 7 này thì Chuyện Nhà La kết hợp với Mulala ngay tại không gian này sẽ có một cuộc workshop về gốm, về trước mắt là về vẽ, tức là đối tượng là đa đối tượng, từ độ tuổi từ 5 tuổi trở lên, và đến đây với chủ đề là Play with the Color, tức là các con được chơi với màu, được cầm bút và được có những tấm toan rất nhiều kích thước. Nhưng mà ở đây sẽ là một cái trải nghiệm và một cái câu chuyện theo dòng chảy, nó khác hẳn với những cái lớp mà các con đã được học và được trực tiếp hướng dẫn. Tôi chỉ là người khởi xướng ra cái cuộc chơi đó. Và tôi nghĩ là giống như cái cách tôi đến với gốm và làm gốm, trong mỗi người thì đều có một cái tố chất và người ta sẽ có một cái câu chuyện riêng, và tôi muốn trân trọng tất cả những cái cảm xúc, những cái hồn nhiên của con trẻ về nghệ thuật. Thế thì không có hướng dẫn gì cả, chỉ là tạo một cái sân chơi để cho các con có thể đến chơi với màu, tự vẽ theo cách mình muốn, không có một hướng dẫn nào cả, và các con chơi với màu, vẽ những tác phẩm của mình, mơ ước của mình, hoặc là vẽ bố, vẽ mẹ, vẽ những cái các con nhìn thấy, hoặc vẽ những cái những con tưởng tượng, hoặc là kể cả là vẽ những cái điều mà các con không dám nói với ai. Thế thì hãy vẽ đi, và tất cả những cái đó của các con được trân trọng như tác phẩm của các nghệ sĩ, và sẽ được trưng bày giống như một cuộc triển lãm, và sau đấy mời và có thể bán tất cả các tác phẩm đấy cho các con. Là tôi là cái người mà khởi xướng cái việc đó, với cái ý tưởng mong muốn các con được bộc lộ mình, được bộc lộ và được coi tôn trọng cái gọi là cái mong muốn cũng như là những cái năng khiếu của các con, chứ không có vai trò người hướng dẫn gì ở đây cả, cũng không đưa một cái gì cả. Thì đấy là xin nói lại một chút cái ý của mình, là để cho nó chuẩn xác hơn với cái chương trình đó. Và mọi người có con, có cháu, có bạn bè đều có thể đăng ký cái chương trình đó, có thể là đăng ký qua link, hoặc có thể là gọi điện hoặc nhắn tin, thì sẽ có biết thêm những cái thông tin, tin chi tiết cụ thể. Ngày thì là ngày 29 tháng 7, và độ tuổi là từ 5 tuổi trở lên cho đến 30 tuổi cũng được, nếu cảm thấy là tôi chưa bao giờ, hoặc là tôi cũng đã vẽ rồi nhưng hôm đấy tôi thích đến. 32 tuổi như em thì có được không ạ? Cũng không có. Thậm chí là cả bố cả mẹ đều tham gia cùng luôn. Trừ cái tuổi 32 trên tất cả mọi người. Và hãy chơi cùng nhau, hãy làm việc cùng nhau trong cái ngày workshop đó. Và tất cả các cái tranh của mọi người, tác phẩm của mọi người, có thể là bằng màu trên toan hay là những cái khác được coi là tác phẩm nghệ thuật, thì đều sẽ được trưng bày. Sau đó một hai hôm gì đấy để chúng tôi cần thời gian để set up, và sẽ mở giống như một cuộc triển lãm, mở cho tất cả mọi người đến để thưởng lãm, và các tác phẩm đấy đều có giá trị để bán. Và đấy là cái ý nghĩa của cái chương trình mà chúng ta sẽ sắp tổ chức cùng nhau. Vâng. Thì hy vọng rằng là các anh chị và quý vị sẽ tiếp tục dõi theo cái hành trình của Là Ai, Chuyện Nhà La, và đặc biệt là hành trình gốm của nghệ sĩ thị giác Trương Thúy Anh. Và Quỳnh nghĩ rằng là sẽ có một cái số đặc biệt nữa, chuyên sâu về những cái chủ đề, và thậm chí một cái cuộc performance kỹ hơn
về một cái chủ đề riêng, về một cái tác phẩm trong một cái trong thời gian Quỳnh nghĩ là tới đây thôi, 1-2 tháng tới, nhưng mà sẽ được bật mí trong thời gian tới. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn sự lắng nghe, dành thời gian và sự có mặt của tất cả các anh chị em cô chú đã dành thời gian đến đây trong một cái không gian ấm cúng một buổi chiều dành cho nhau, và đặc biệt là hai vị khách mời rất đặc biệt, với những cái câu chuyện rất trăn trở, những chia sẻ rất là đau đáu, và đôi nhìn vào đấy thì bản thân những thế hệ tiếp nối như chúng cháu, như các em cũng có nhiều những góc nhìn, và thực sự là học được cái sự dũng cảm từ nghệ sĩ Trương Thúy Anh. Và chúng ta sẽ thử nghiệm tiếp. Nghệ sĩ thì thử nghiệm trên gốm, nhưng mà đối với cái công việc làm nghề của rất nhiều người thì cũng có cái sự thử nghiệm, và mọi người hãy làm đi ạ. Hãy cứ làm, giống như chị Thành nói là hãy cứ vẽ đi. Hãy cứ làm, hãy cứ bộc lộ đi ạ.